chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và một số tuyến đường lớn kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai, Bình Dương xảy ra ùn ứ nghiêm trọng, người dân vất vả di chuyển. Theo đó, vào chiều tối ngày 31 tháng 1, dù đã quá giờ cao điểm, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đông nghịt người. Đường Lê Duẩn rộng 6 làn xe trở nên chật như nêm. Gần giao lộ Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, hướng đi cầu Ba Son, nhiều người đi xe máy chọn cách leo lên vỉa hè để tìm lối thoát ùn tắc. Việc di chuyển trên đường Điện Biên Phủ còn vất vả hơn. Đây là con đường một chiều rộng rãi, giao với nhiều đường nhánh dẫn qua các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Giờ tan tầm, đường này chật ních người và phương tiện, kéo dài từ vòng xoay Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, Ngô Gia Tự đến vòng xoay Điện Biên Phủ. Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, xe máy lấn làn ô tô và ngược lại, khiến tình trạng ùn ứ trở nên nặng nề hơn. Không chỉ giao thông ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh phức tạp, những tuyến đường vốn rộng rãi, thoáng đãng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai như Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp cũng chật kín người và phương tiện trong những ngày cuối năm. Trời về chiều nhưng dòng người và phương tiện đi từ các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Thủ Đức phải toát mồ hôi vì nhiều đoạn ùn ứ nghiêm trọng. Điển hình, đoạn gần nút giao thông Cát Lái, cầu Rạch Chiếc. Theo ghi nhận, dù tuyến đường này cho phép vận tốc tối đa là 60 km/h, nhưng người đi xe máy chỉ có thể nối nhau di chuyển. Do làn xe máy ùn ứ nên một số người đi xe máy mạo hiểm di chuyển vào làn ô tô, vốn cũng không thông thoáng hơn là mấy. Tại khu vực gần các ngã tư RMK, Bình Thái, Thủ Đức, không khó bắt gặp xe máy luồn lách cạnh ô tô, xe container để được đi nhanh hơn, bất chấp nguy hiểm. Theo ghi nhận, dù tình hình giao thông phức tạp, nhưng khu vực trước trạm thu phí xa lộ Hà Nội, đường Võ Nguyên Giáp vẫn tổ chức thi công mặt đường vào giờ cao điểm tan tầm từ 17 giờ 30 phút cùng ngày. Việc chen chúc trên con đường vốn thanh thang như đường Võ Nguyên Giáp không chỉ diễn ra vào giờ tan tầm. Những ngày gần đây, đường này luôn trong tình trạng đông đúc, nhiều đoạn bị ùn ứ cục bộ. Chẳng hạn, lúc gần 11 giờ ngày 30 tháng 1, trên tuyến đường gần 3 km nối ba giao lộ lớn của thành phố Thủ Đức, tình hình giao thông diễn ra hết sức phức tạp. Để tránh tình trạng kẹt xe phức tạp hơn, cảnh sát giao thông phải sử dụng xe đặc chủng chặn đường, hướng dẫn dòng xe từ đường Đặng Văn Bi hướng ra Nguyễn Văn Bá phải quay đầu, thay đổi lộ trình cho dòng phương tiện đổ về đường song hành. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Bắc. Lộ trình 1 dành cho các loại xe: bến xe miền Đông mới, quốc lộ 1, cầu Đồng Nai, ngã ba Vũng Tàu, quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp, đường tránh thành phố Biên Hòa. Quốc lộ 1, ngã ba Dầu Giây, các tỉnh phía Bắc, hoặc bến xe miền Đông mới, quốc lộ 1, cầu Đồng Nai, cầu vượt ngã ba Vũng Tàu, quốc lộ 1, ngã ba Dầu Giây, các tỉnh phía Bắc. Lộ trình 2, dành cho các loại ô tô: bến xe miền Đông mới, quốc lộ 1, cầu Đồng Nai, ngã ba Vũng Tàu, quốc lộ 51, đường cao tốc Long Thành, Phan Thiết, các tỉnh phía Bắc. Từ các tỉnh phía Bắc về thành phố Hồ Chí Minh, lộ trình 1, dành cho các loại xe: các tỉnh phía Bắc, quốc lộ 1, ngã ba Dầu Giây, đường Võ Nguyên Giáp, đường tránh thành phố Biên Hòa, quốc lộ 51, ngã ba Vũng Tàu, cầu Đồng Nai, quốc lộ 1, bến xe miền Đông mới, hoặc các tỉnh phía Bắc, quốc lộ 1, ngã ba Dầu Giây, cầu vượt ngã ba Vũng Tàu, cầu Đồng Nai, bến xe miền Đông mới. Lộ trình 2, dành cho các loại ô tô: các tỉnh phía Bắc, quốc lộ 1, đường cao tốc Phan Thiết Long Thành, quốc lộ 51, ngã ba Vũng Tàu, cầu Đồng Nai, quốc lộ 1, bến xe miền Đông mới. Lộ trình lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và ngược lại. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Lộ trình 1, dành cho các loại xe: bến xe miền Đông, quốc lộ 13, quốc lộ 14 hoặc DT741. Lộ trình 2, dành cho các loại xe: trục tuyến quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 1, cầu Đồng Nai, cầu vượt ngã ba Vũng Tàu, quốc lộ 1, ngã ba Dầu Giây, quốc lộ 20 hoặc bến xe miền Đông mới, quốc lộ 1, cầu Đồng Nai, cầu vượt ngã ba Vũng Tàu, quốc lộ 1, ngã ba Dầu Giây, quốc lộ 20. Lộ trình 3, dành cho các loại ô tô: trục tuyến quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Bạch Đằng, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ, đường dẫn cao tốc, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, quốc lộ 1, ngã ba Dầu Giây, quốc lộ 20. Từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
về thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 1 dành cho các loại xe quốc lộ 14 hoặc DT741, quốc lộ 13, bến xe miền Đông. Lộ trình 2 dành cho các loại xe quốc lộ 1 ngã ba Dầu Giây, cầu vượt ngã ba Vũng Tàu, cầu Đồng Nai, quốc lộ 1, quốc lộ 13, bến xe miền Đông hoặc quốc lộ 1 ngã ba Dầu Giây, cầu vượt ngã ba Vũng Tàu, cầu Đồng Nai, quốc lộ 1, bến xe miền Đông mới. Lộ trình 3 dành cho các loại ô tô quốc lộ 20, quốc lộ 1, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, quốc lộ 51, ngã ba Vũng Tàu, cầu Đồng Nai, quốc lộ 1, bến xe miền Đông mới. Lộ trình 4 dành cho các loại ô tô quốc lộ 1, ngã ba Dầu Giây, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, đường dẫn cao tốc, đường Mai Chí Thọ, cầu vượt Cát Lái, đường Võ Nguyên Giáp, cầu Sài Gòn, đường Điện Biên Phủ, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, bến xe miền Đông. Lộ trình lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây và ngược lại. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây. Lộ trình 1 dành cho các loại ô tô. Bến xe miền Tây, đường Kinh Dương Vương, quốc lộ 1, đường dẫn cao tốc, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, quốc lộ 1, các tỉnh miền Tây. Lộ trình 2 dành cho các loại xe. Bến xe miền Tây, đường Kinh Dương Vương, quốc lộ 1, các tỉnh miền Tây. Lộ trình 3 dành cho các loại xe. Bến xe miền Tây, đường Kinh Dương Vương, quốc lộ 1, đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50, các tỉnh miền Tây. Lộ trình 4 dành cho các loại xe. Đường Trường Chinh, quốc lộ 22, bến xe An Sương, tỉnh lộ 8, tuyến N2, các tỉnh miền Tây. Hoặc trục đường Trường Chinh, quốc lộ 22, bến xe An Sương, Nguyễn Văn Bứa, DT824, tỉnh Long An, tuyến N2, các tỉnh miền Tây, từ các tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 1 dành cho các loại ô tô. Các tỉnh miền Tây, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, đường dẫn cao tốc, quốc lộ 1, đường Kinh Dương Vương, bến xe miền Tây. Lộ trình 2 dành cho các loại xe. Quốc lộ 1 tỉnh Long An, quốc lộ 1, đường Kinh Dương Vương, bến xe miền Tây. Lộ trình 3 dành cho các loại xe. Quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1, đường Kinh Dương Vương, bến xe miền Tây. Lộ trình 4 dành cho các loại xe. Tuyến N2, tỉnh lộ 8, quốc lộ 22, bến xe An Sương, đường Trường Chinh hoặc tuyến N2, DT824 tỉnh Long An, đường Nguyễn Văn Bứa, quốc lộ 22, bến xe An Sương, đường Trường Chinh. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Nai và Bình Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan lắp bổ sung hệ thống biển báo hướng dẫn lưu thông, đồng thời đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh tăng cường lực lượng điều tiết giao thông tại các vị trí giao lộ có nguy cơ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán đang tới gần, ngành giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng các phương án bảo đảm tàu xe phục vụ người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh nhận định dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không chỉ hàng không mà trong lĩnh vực đường thủy, đường bộ, nhu cầu đi lại của người dân cũng tăng từ 4% đến 11% so với Tết năm trước. Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, khách đi lại tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất những ngày cao điểm Tết năm nay có thể đạt 130.000 đến 140.000 người một ngày, tăng 8% so với năm trước. Các bến xe khách liên tỉnh dự kiến phục vụ bình quân gần 72.000 hành khách một ngày, tăng 18%. Riêng các bến phà sẽ tăng 4% với khoảng 77.000 lượt khách. Ông Lâm cho biết, để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại dịp Tết, ngành giao thông vận tải đã sẵn sàng các phương án điều tiết phương tiện, tàu xe, phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc, tai nạn trong những ngày cao điểm. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, các bến xe miền Đông cũ, bến xe miền Đông mới, bến xe miền Tây đã có phương án phục vụ Tết. Các bến xe này đảm bảo đủ xe, phục vụ khách những ngày cao điểm. Hành khách an tâm vào bến mua vé để được bảo đảm quyền lợi. Xe buýt cũng sẽ tăng chuyến cho các tuyến có lộ trình đến sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe, ga Sài Gòn, khu vui chơi, hội chợ. Trên các tuyến sông, tại những bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến luồng đường thủy và khu vực có tổ chức lễ hội như sông Chợ Đệm, bến Lức, kênh Tẻ, kênh Tàu Hũ, cụm cảng Trường Thọ, cảng Cát Lái sẽ được bảo đảm an toàn để người dân an tâm đi lại. Về phân luồng giao thông trong những ngày cao điểm Tết, ông Trần Quang Lâm thông tin,
Sở Giao thông Vận tải sẽ tập trung điều tiết tại các điểm nóng như sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, các bến xe liên tỉnh, bến phà, khu vực tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024, cũng như trạm thu phí, nhằm kịp thời giải tỏa những điểm ùn tắc. Bên cạnh đó, liên quan đến việc xử lý vi phạm, ngành Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã lắp 22 máy bắn tốc độ tự động trên 14 tuyến đường cửa ngõ. Dữ liệu được truyền về cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh để xử phạt nguội. Song song đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã lắp 28 camera trên 28 tuyến đường để xử lý các hành vi đi vào đường cấm, giờ cấm, xe dừng đỗ không đúng quy định. Dữ liệu cũng được chuyển về Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý. Việc đưa thêm thiết bị công nghệ vào xử lý vi phạm được lãnh đạo ngành Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá là giúp cơ quan chức năng dễ dàng theo dõi, giám sát, kịp thời xử lý các điểm nóng. Điều này cũng khiến người dân ý thức hơn khi tham gia giao thông. Ngoài ra, để người dân nắm bắt tình trạng giao thông và chọn lựa hành trình di chuyển phù hợp, ông Ngô Hải Đường, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải khuyến cáo tải app ứng dụng TTGT Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã đưa đủ thông tin đi lại quanh sân bay, bến xe, các điểm nóng lên app để bất cứ ai cũng có thể tra cứu khi cần. Trên app còn có các đường dây nóng, hotline để tiếp nhận đóng góp, phản ánh những bất cập. Song song với những việc trên, để tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt, kinh doanh, vui chơi, giải trí, cũng như hạn chế ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị tạm ngưng thi công những công trình đào đường trong dịp Tết. Theo đó, cấm thi công đào đường trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ ngày 2 tháng 2, tức 23 tháng Chạp năm Quý Mão, đến hết 17 tháng 2, tức mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Chủ đầu tư những công trình đào đường trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường, tái lập toàn bộ các đoạn đường đang thi công và trả lại nguyên trạng mặt đường từ ngày 18 đến ngày 23 tháng Chạp. Qua đó, bảo đảm mỹ quan đô thị, người dân vui xuân trong tâm trạng vui vẻ, dễ chịu, thoải mái. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.